robot lau nhà đó con. Nhóm nó lau sạch hay không mà sao thấy nó giống đồ chơi con? Trời ơi, sạch chứ ba, bóng tin gì? Coi nè. Wow. Chị Tâm ý, bắt đầu từ ngày hôm nay là chị có trợ thủ rồi ha. Ba thấy chưa, hay lắm luôn á. Thưa ba, mọi người con về. Ủa, cái gì đây? Dạ. Này là robot đấy ba. Cái gì? Robot hả? Ai làm cái gì vậy hả? À, làm cái gì mà la giật mình luôn à? Là của bạn em tặng đó. Chuyện nói ra thì cũng hơi khó tin thiệt. Nhưng mà thật sự á, năm 2119, trái đất sẽ bị bọn robot tấn công và tiêu diệt. Bởi vì vậy, tôi mới có mặt ở đây để mà tiêu diệt con robot đầu sỏ. Nó sẽ là lãnh đạo cấp cao của những con robot sau này. Không được, đem ra ngoài, đập phá hủy diệt cái liền nhanh lên. Tào lao, tự nhiên con robot của người ta mất mới gì đập phá hủy diệt nó. Em có biết vì nó mà trong tương lai nhân loại sẽ bị diệt chủng không hả? Ơi, cái thằng nói chuyện điên khùng à. Bà tin con đi. Tin cái đầu mày. Trời ơi, tào lao, tôi nói mà không ai tin hết. Mấy người chờ nó đi. Chết rồi. Chị ơi, ủa gì vậy mà Quyên, xuống đây mày hỏi coi. Dạ. Con có thấy Tâm ý ở đâu không? Dạ, ủa có chuyện gì mà quần áo nó chất đống ở trong đó kìa, nó chưa đem đi giặt nữa. À, chị chắc là chị đang đi đâu đó đó, lát con gặp con kêu im cho mẹ. Con nhỏ này thiệt tình, đi đâu mà không nói một tiếng nữa à. Con định ăn mì gói nhưng mà cái nồi nó dơ quá cho nên con rửa xong con thấy nó vui cho nên là con rửa luôn cái lông chén. Ăn mì gói mà vui vậy hả? Dạ đúng rồi. Dạ, vui mà mẹ. Để lát mẹ ăn thử coi có vui giống con ha. Uyên. Ủa? Dạ. Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Nhưng mà mai mốt cậu đừng làm vậy nữa. Tại vì em thấy vui cho nên làm thôi. Em xin lỗi chị nha. Cậu đâu có gì đâu mà xin lỗi. Thôi vậy nha.
Ủa chị, chị có sao không? À, tôi không sao. À. Dạ, à, cô, cô ăn tối rồi mới về hả cô? À, mình gối trên lầu á, cô thấy dơ hết rồi, con thay giúp cô nha. Dạ, mà thay hết luôn hả cô? Ừ. Mà thôi không được đâu, thôi con cứ đợi cuối tuần đi, có gì á cô phụ con thay luôn, một mình xe theo nổi. Dạ không sao đâu cô, con thay được mà. Vậy thôi giúp giùm cô nha, cô đi nha. Dạ, cô đi cẩn thận. Sao đau bụng dữ vậy ta? Chắc là hôm qua ăn trúng cái gì rồi đúng không? Đi toilet nãy giờ. Không biết nữa. Đau bụng kiểu này hoài chắc chết luôn á. Ê, cái này là của anh họ không á hả? Mấy cái này hả? Ừ. Ừ. Ông đem đi chuyên đắm robot á. Anh đem cái này đi chuyên lãm hả? Đâu có. Cái này là mô hình thôi à. Còn chuyên lãm á, người ta xài robot thiệt. Nghe nói làm được việc nhà y như con người luôn á. Đẳng cấp lắm. Ghê vậy? Thiệt luôn. Ừ. Ôi da. Ơi ơi. Gì vậy? Ông đổi thử coi vừa không? Gì? Đang đau. Ê da. Trời ơi, đang đau bụng mắt đổi gì vậy? Vừa chưa? Ok chưa? Gì vậy? Ơi. Vừa nghe. Được á. Thấy không? Thấy không? Thấy. Thấy không? Thấy đau bụng lắm á luôn á. Chuyện gì vậy? Ôi, tháo ra đi. Cái gì vậy? Đây là con robot giúp việc nhà, em mới mượn nhà anh Quang á. Robot thiệt hả? Đây là con robot thiệt á. Đây là của anh họ Quang chế tạo. Nó có thể làm tất cả các việc nhà luôn. Từ bây giờ chị cứ việc nghỉ ngơi và học bài thôi. Nhưng mà con này làm được cái gì? Nó làm được nhiều lắm mà nha. Nó làm rửa chén, lau nhà, thay ra giường, nói chung là làm hết tất cả các việc nhà luôn á. Xịn lắm. Thiệt không vậy? Sao tôi nhìn giống người đóng giả quá à? Có, thiệt mà, đây là con robot thiệt đó. Đó, chị thấy chưa? Thế giới người ta sáng tạo được những con robot làm việc nhà rồi đó. Đây là một trong những con này. Xịn lắm nha. Robot, bước một bước, bước. Rồi trái, quẹo. Chạy cho tao mí đi. Rồi, để em thử cái này nha. Robo, đem cái này vô trong bếp. Rồi, đi. Ừ, chị tin chưa? Bắt đầu từ bây giờ chị cứ việc nghỉ ngơi và học tập. Còn tất cả những gì còn lại để nó lo. Ê, tự nhiên bắt làm vậy thiệt luôn hả? Ừ, thôi gắn đi, gắn đi. Trời kỳ lắm luôn á. Thôi tôi coi. Trời bận bộ đồ này đâu có thấy đường đâu mà làm. Tay chân tùm lum hết nè. Thôi để tôi làm luôn cho. Nóng muốn chết luôn á. Thôi gắn nha bạn ơi. Cậu Nguyên ơi. Sao rồi cậu Nguyên? Nó đang làm nè chị. Bình thường mà. Xịn. Ờ. Công nhận anh của ông Quang giỏi thiệt luôn á. Ủa, nó làm được thiệt hả? Thiệt nè, đang làm đó. Ờ, để tôi coi thử coi sao ha. Ơi chị, thôi. Chị đi về phòng nghỉ ngơi đi, để cho nó làm được rồi. Rồi, tôi chỉ... Được rồi mà, về phòng nghỉ ngơi đi. Nó là robot đó, nó biết nghe lời lắm luôn á. Vậy hả? Ừ. Robot, mày thử múa bụng ơi. Múa đi. Robot, múa cho Lam Chi coi đi. Robot, múa đi. Robot, múa đi nè. Giờ múa không? Ừ, sao không chịu múa? Mày chỉ là con robot ngu ngốc. Mày nha. Mày nhanh đi. Mày
Làm gì? Robot làm gì vậy? Làm gì vậy? Sao đánh robot? Biết robot mắc tiền lắm không? Hư tiền đâu đền? Hả? Tâm Anh, néo bằng bên. Robo, quẹo trái, đi ra ngoài đi. Gì mùi thối quá vậy? Thối quá à, còn thối hơn cả ông thả bom nữa. Robot, mày thả bom hả? Còn mất vô dục gì? Sao đánh hoài vậy? Nó thả bom kìa. Không có đâu. Làm gì có sự trùng hợp gì được. Em vừa đánh vô mỏng nó một cái bụp, nó kêu một cái bíp. Là nó chứ ai? Không phải. Con robot đáng ghét. Ôi nè, đáng ghét, đáng không nghe lời hả? Sao đánh hoài hả? Hả? Có chuyện gì vậy? Chị ơi, robot thả bom y như người luôn á. Đúng rồi, thúi lắm á. Thì hả? Không có chuyện đó đâu chị. Robot, đi thẳng ra ngoài. Quẹo phải, nhanh lên. Đi, đi. Nhanh lên, đi, đi. Đúng rồi, quẹo phải, quẹo phải. Robot làm sao thả bom được? Đúng rồi chị, robot làm sao thả bom được, đúng không? Nhưng mà sao em nghe mùi gì thúi thúi em? Nghe cái mùi thúi thúi đó là... là tao trong bếp á. Trong bếp chắc là sạc ga nó bị xì á chị. Làm gì có, là nó xì chứ ai. Làm gì có thả bom, im đi. Nó thả. Không biết thì im đi. Nó thả. Im đi. Chắc không? Chắc, không phải nó đâu. Không phải nó hả? Ừ. Vậy đừng nói với em là anh nha. Ôi, con mất nó này. Làm không biết nói sớm, báo sớm gì hết trơn. Robot, tao đang phụ mày đây. Đi ra đi. Ủa, có chuyện gì vậy Lâm Chi? Con robot biến thái nó trong toilet á. Nó biến thái. Lâm Chi, gì vậy? Con robot biến thái nó biết rỉ á. Em nói tập mãi gì vậy? Mày biết, mày biến thái con. Sao đánh nó? Sao đánh nó vậy? Hồi nãy nha, em thấy nó gì nè. Vậy đó. Em nhìn lộn rồi đó, anh kêu nó đi trong đó dọn nhà vệ sinh mà. Không lộn, em nhìn là không có bao giờ lộn. Nó biến thái. Nó, mẹ, nhìn lộn rồi mà. Nhìn không có nhìn lộn. Mẹ nghe không? Ây dạ. Lâm Chi, nghe không? Mày á, robot. Mẹ, đừng có đánh nó, để cho nó đi dọn. Lâm Chi, mày, nghe lời không? Mày á, robot. Mẹ, mày dạ. Lâm Chi. Bạn hả? Phụ tôi với. Tròn nghĩ vậy lao chứ đi. Nóng muốn xỉu như vậy á. Mỏi tay quá. Ôi trời, lấy thêm cái thau nữa. Nóng như quỷ vậy, bận ba cái đồ khó chịu thiệt chứ. Ủa? Quang phải không? Đứng lại. Vậy? Đứng lại. Trời ơi, robot hả? Tao bị. Tại sao vậy hả? Chú nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đem robot về đây nữa mà sẽ không ai chịu nghe chú vậy hả? Dạ con xin lỗi chú. Thôi chú mới về. Cái gì nữa vậy? Trời ơi, giận hết rồi. Kỳ quái. Đứng lại. Kỳ quái. Đứng lại. Vô đi. Cậu nghỉ tay chút, ăn trái cây nha. À, rồi, cảm ơn chị nhiều. Ừ, có gì đâu. Mà Nguyên nè. Con robot đó là do Kỳ Quang đóng giả đúng không? Tôi biết là cậu muốn tốt cho tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhưng mà công việc nhà là công việc của tôi phải làm mà. Cậu biết mà đúng không? À, dạ. Mai mốt cậu đừng làm vậy nữa nha. Khi nào mà thật sự mệt á, tôi sẽ nói với cậu để làm phụ tôi. Lúc đó cậu đừng có từ chối nha. Dạ nhất định không từ chối đâu. Thôi cậu học bài đi. Cảm ơn cậu nhiều nha.